Hơn 5 triệu người đã được yêu cầu sơ tán khi bão Shanshan tấn công phía tây nam Nhật Bản hôm 29 tháng 8. Sau khi vần vũ trên đảo Kyushu ở phía nam trong vài ngày tới, cơn bão dự kiến sẽ tiến gần đến Tokyo vào khoảng cuối tuần, theo cơ quan thời tiết của nước này cho biết. Gió mạnh và mưa lớn đã làm mất điện và buộc các nhà máy lớn phải đóng cửa. Nhà chức trách cảnh báo, Shanshan có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất từng tấn công khu vực này khi họ đánh giá số người chết và báo cáo số người bị thương. Toyota đã đình chỉ hoạt động tại tất cả các nhà máy trong nước do cơn bão, trong khi Nissan, Honda và các nhà sản xuất chip Renesas và Tokyo Electron cũng tạm thời ngừng sản xuất tại một số nơi. Theo cơ quan thời tiết, cơn bão đã tạo ra gió giật lên tới 180 km/h. Theo công ty điện lực Kyushu, khoảng 230.000 hộ gia đình ở 7 tỉnh bị cúp điện. Tuy nhiên, công ty cho biết không có tác động nào đến nhà máy điện hạt nhân Sendai ở thành phố Satsuma Sendai, nơi cơn bão đổ bộ vào đầu ngày 29 tháng 8. Các hãng hàng không đã thông báo hủy gần 800 chuyến bay. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dịch vụ tàu hỏa đã bị đình chỉ ở nhiều khu vực của Kyushu, trong khi hàng trăm dịch vụ xe buýt và phà cũng đã bị dừng lại. Bão Shanshan là hệ thống thời tiết khắc nghiệt mới nhất tấn công Nhật Bản sau cơn bão Amphal, cũng đã gây mất điện và sơ tán vào đầu tháng này. Hoa Kỳ lo ngại về hành động của Trung Quốc nhắm vào các hoạt động hàng hải hợp pháp của Philippines ở Biển Đông và đã có sự trao đổi mạnh mẽ về vấn đề an ninh kinh tế, theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho báo giới biết tại Bắc Kinh hôm 29 tháng 8 sau chuyến thăm Trung Quốc. Ông Sullivan đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 8, kết thúc 3 ngày đàm phán sâu rộng nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai cường quốc thế giới trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11. Tại Biển Đông, tàu của Trung Quốc đã nhiều lần đụng độ với tàu của Philippines. Washington và Manila bị ràng buộc bởi một hiệp ước phòng thủ chung và Hoa Kỳ đã thúc đẩy quyền tự do hàng hải ở các khu vực thuộc vùng biển tranh chấp. Chúng tôi đã nói rất rõ rằng hiệp ước phòng thủ chung của chúng tôi áp dụng cho các tàu công cộng, bao gồm cả tàu của cảnh sát biển đang hoạt động ở Biển Đông và các vùng biển khác. Các quan chức Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc triển khai hệ thống phi đạn tầm trung của Hoa Kỳ ở miền Bắc Philippines trong các cuộc tập trận vào tháng 4, nói rằng chúng mang lại rủi ro chiến tranh rất lớn vào khu vực. Các vấn đề an ninh kinh tế cũng được xếp hạng cao trong chương trình nghị sự của hai nước trong các cuộc đàm phán. Trước thời hạn xác nhận mức tăng thuế quan mới mạnh tay vào một số mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc, quan chức Hoa Kỳ cho biết họ đã trao đổi mạnh mẽ về vấn đề này. Chính quyền Hoa Kỳ dự kiến sẽ công bố các kế hoạch cuối cùng của mình trong tuần này sau khi Tổng thống Joe Biden công bố mức thuế quan cao hơn đáng kể vào tháng 5 đối với hàng hóa Trung Quốc từ xe điện đến pin lithium-ion để bảo vệ các công ty Hoa Kỳ khỏi tình trạng sản xuất dư thừa của Trung Quốc. Nhưng ngành công nghiệp Hoa Kỳ đã gây sức ép buộc chính quyền phải nới lỏng các đề nghị ban đầu. Và trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, ông Sullivan nói, không thể chấp nhận được việc bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, và chuyến đi này cũng không ngoại lệ về chuyện này. Quân đội Israel hôm 28 tháng 8 công bố đoạn video chiếu cảnh binh lính của họ chuẩn bị rồi sau đó thực hiện một cuộc đột kích ở bờ Tây. Cảnh quay cho thấy những người lính ở nhiều nơi khác nhau của Tukam di chuyển nhanh qua các con đường và tiến vào một tòa nhà. Cuộc tấn công này, một trong những cuộc tấn công lớn nhất từng thấy ở bờ Tây trong nhiều tháng, diễn ra sau một loạt các cuộc đột kích nhỏ hơn trong khu vực trong những tuần gần đây, khi lực lượng Israel tìm cách tiêu diệt các nhóm chiến binh từ các nhóm hiếu chiến Palestine. Với việc lực lượng Israel đang chiến đấu với các phần tử hiếu chiến Hamas ở dải Gaza và phải đối mặt với sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng với nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Liban, hoạt động hôm 28 tháng 8 đã nhấn mạnh nhiều mối đe dọa an ninh mà Israel đã phải chiến đấu kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào năm ngoái. Các cơ quan y tế Palestine cho biết ít nhất 10 người Palestine đã bị lực lượng Israel giết chết ở các khu vực khác nhau tại bờ Tây trong cuộc hành quân vừa kể. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố khai mạc Thế vận hội người khuyết tật Paralympic vào ngày 28 tháng 8 sau một buổi lễ long trọng. Trong đó, các vận động viên được các tình nguyện viên và khán giả hân hoan chào đón trong một đêm hè. Sự kiện trên đại lộ Champs-Élysées và quảng trường Concorde là lễ khai mạc Paralympic đầu tiên được tổ chức bên ngoài sân vận động. An ninh được thắt chặt với khoảng 15.000 cảnh sát thực thi pháp luật tại chỗ,
nhưng có một cảm giác nhẹ nhàng của mùa hè. 168 phái đoàn vận động viên diễn hành bắt đầu từ dưới cùng của đại lộ Champs-Élysées trong bầu không khí lễ hội với những người tình nguyện reo hò và nhảy múa. Sau khi rước đuốc qua Jardin des Tuileries, ngọn đuốc 17 ngày sau khi Thế vận hội kết thúc đã được thắp sáng trở lại gần bảo tàng Louvre bởi 5 vận động viên Paralympic người Pháp. Buổi lễ kết thúc dưới bầu trời âm nhạc lấp lánh pháo hoa. Trong khi Thế vận hội dành cho người khuyết tật bắt đầu 11 ngày thi đấu với hàng ngàn vận động viên tranh tài ở 22 môn thể thao khác nhau, một số khán giả khiếm thị có mặt trên sân vận động sẽ theo dõi các cuộc tranh tài y như người sáng mắt nhờ thiết bị công nghệ cao. Thiết bị này do công ty khởi nghiệp Give Vision của Anh phát triển, là máy đeo trên đầu được thiết kế để người khiếm thị theo dõi các sự kiện, điều chỉnh hình ảnh họ nhìn thấy sao cho phù hợp với nhu cầu cá nhân, có thể là trực tiếp trước mặt họ hoặc qua chương trình truyền hình trực tiếp. Thiết bị công nghệ cao này đã được sử dụng cho các sự kiện thể thao khác, bao gồm Thế vận hội Olympic 2024, nhưng đây là lần đầu tiên được sử dụng cho Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Người sử dụng máy có thể thực sự phóng to những gì họ muốn xem. Họ có thể điều chỉnh hình ảnh sao cho phù hợp với tình trạng khiếm thị của mình. Ngoài ra còn có một sự lựa chọn thứ hai, nghĩa là chúng tôi kết nối với các máy quay truyền hình địa phương tại một sự kiện, và người sử dụng máy đeo sẽ có được cảnh quay thời gian thực về những gì đang thực sự diễn ra trước mắt họ. Thiết bị này kích thích các tế bào thụ cảm ánh sáng trong mắt để cung cấp cho những người khiếm thị trải nghiệm thị giác được cải thiện đáng kể và xem các sự kiện theo thời gian thực, theo lời công ty cho biết. Thật tuyệt vời! Tôi thực sự thích nhìn thấy những người chạy đua, và tôi thực sự thích nhìn thấy mọi người ủng hộ tất cả các quốc gia. Và thật tuyệt khi thấy rằng tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt rất rõ ràng. Và đúng vậy, tôi đã rất tích cực tham gia vào nhóm ở đây, với khán giả. Tôi có thể đọc điểm số trên màn hình, tôi có thể thấy hành động, tôi có thể vỗ tay, vì tôi hiểu những gì đang diễn ra. Tôi không cần phải hỏi bất kỳ ai bên cạnh mình để biết chuyện gì đang xảy ra, hay đó là vận động viên này, hay quốc gia này. Tôi có thể tự mình theo dõi cuộc thi. Thật tuyệt vời và rất thoải mái. Công ty cho biết, sứ mệnh của họ là thiết lập một tiêu chuẩn tiếp cận mới cho thể thao và giải trí, giúp thể thao và giải trí trở nên toàn diện và dễ tiếp cận hơn đối với những người khiếm thị bằng cách phá bỏ rào cản và tăng cường sự độc lập của họ. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng có hơn 2,2 tỷ người mắc một số dạng khiếm thị trên toàn cầu, trong đó hơn 90% vẫn còn thị lực. Theo một nghiên cứu gần đây năm 2023, do Liên đoàn Quốc gia Người mù và Người khiếm thị UNICEF thực hiện trên 100 người khiếm thị, 73% trả lời rằng họ không còn đến sân vận động nữa. Nghiên cứu tương tự cũng phát hiện ra rằng lý do chính khiến những người được hỏi không đến các sự kiện thể thao là không thể theo dõi trận đấu và cần có người hướng dẫn hoặc bình luận.